Hi, xin chào các bạn đang xem kênh nấu ăn của Combo Món Ăn nha. Và hôm nay thì mình chia sẻ đến cho các bạn cách làm món gỏi gà măng cụt nha, đang hot vào thời gian gần đây. Thì món gỏi thường ngon ở phần nước sốt trộn gỏi nha. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn công thức pha nước sốt siêu ngon luôn, và đặc biệt là cách gọt măng cụt đơn giản. Thì các bạn xem qua thành phần nguyên liệu để cùng làm với mình nha. Nguyên liệu thì ở đây mình đã chuẩn bị rồi nè các bạn. Mình có mua ở đây là 2 kg măng cụt sống. Măng cụt này mới mua về còn tươi và vỏ rất là cứng nha các bạn. Tuy là măng cụt sống nhưng trái nó cũng phải già nha các bạn. Thì bên trong thịt nó mới ngọt và nó được to và ngon nha. Và để phân biệt cái trái bên trong nó có bao nhiêu muối thì các bạn coi cái cánh hoa bên dưới là các bạn biết bên trong có bao nhiêu muối nha các bạn. Và ở đây thì mình có mua một con gà nha. Gà ta thì mình mua ngoài chợ về á. Các bạn cho muối và chanh vào để mình khử cái mùi hôi của gà và giúp cho gà được trắng nha. Sau đó rửa sạch lại với nước nha. Rồi để ráo tí mình sẽ đem đi luộc. Ở đây thì mình có ít rau để trộn gỏi. Thì mình sử dụng 2 quả cà rốt nè, 1 củ hành tây lớn, 1 ít rau răm, 1 củ gừng, 2 quả chanh và 1 ít ớt nha các bạn. Và mình có một ít hành phi, mình tự phi nha các bạn. Và đậu phộng rang, bóc vỏ. Thì để tí mình cho lên mặt gỏi. Trước tiên thì các bạn pha cho mình phần nước sốt trộn gỏi trước nha. Ở đây mình sử dụng 4 muỗng nước mắm, 2 muỗng tương ớt, 4 muỗng đường và 2 muỗng nước cốt chanh nha các bạn. Rồi các bạn cho hết gia vị vào trong một cái tô và khuấy đều cho nó tan ra nha. Thì mình đã chuẩn bị xong phần nước sốt. Tí mình chỉ việc cho vào để mình trộn thôi cho nó nhanh nha. Công thức nước sốt trộn gỏi này rất chuẩn và ngon luôn các bạn. Khuấy cho nó thật là tan ra nha. Rồi mình để đây. Rồi mình chia sẻ các bạn công thức pha nước mắm chấm. Mình sử dụng 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt chanh, ít tỏi băm và ớt băm nha. Rồi các bạn cũng cho hết nguyên liệu vào với nhau. Các bạn khuấy đều lên nha. Rồi mình cho thêm 1 muỗng nước lọc vào nè. Rồi khuấy cho nó tan cái phần đường ra là mình đã có chén nước chấm rất là ngon rồi nè. Nấu một nồi nước sôi tim lên rồi thì mình cho 1 muỗng muối và gừng sắc lát vào. Rồi các bạn cho hết gà vào để mình luộc nha. Mình luộc với mức lửa vừa thôi để gà nó chín từ từ và nó không bị đỏ bên trong nha. Trong thời gian luộc gà thì các bạn nhớ trở mặt gà lại để gà dễ chín nha. Đừng luộc gà quá lâu thì thịt gà nó sẽ không được ngọt và ngon nha các bạn. Gà chín thì mình vớt ra là được. Cà rốt thì các bạn sẽ xắt sợi ra để tí mình trộn gỏi nha. Thì các bạn cắt ra mỏng thôi. Rau răm thì các bạn cũng sẽ cắt ra. Và mình cho vào một bên luôn. Củ hành tây thì các bạn sẽ chẻ đôi và bỏ phần gốc ở trên đi nha. Và mình cắt mỏng thôi. Mình sẽ cho vào thau và cho đá vào để mình ướp cho hành tây được giòn và không bị hăng nha. Thịt gà thì mình cũng đã luộc chín rồi nè. Thì mình luộc 15 phút và đậy nắp để đó thêm 5 phút nữa. Thì bây giờ mình sẽ vớt gà ra và để cho ráo nước và nguội nha. Thịt gà chín và bóng bẩy rất là ngon, không bị khô. Phần nước thì tí mình sẽ cho gạo vào nấu cháo, sẽ rất là ngon. Gà mình để nguội tí mình sẽ đem đi xé nha các bạn. Các bạn cho vào nước 1 muỗng muối và vắt vào 1 đến 2 trái chanh nha. Để mình gọt măng cụt mình cho vào măng cụt nó sẽ không bị thâm. Các bạn cắt phần đầu nè. Rồi quay lại và mình cắt phần sau nha. vỏ món cục lúc sống nó rất là cứng nên các bạn phải dùng dao bén mình mới gọt được nha. Và gọt xung quanh trái măng cụt như thế này nè các bạn. Mình phải để trái măng cụt ở dưới vòi nước á, mở nước nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Vì măng cụt rất là nhiều mũ. Gọt xong cái này thì các bạn sẽ tách những cái lớp vỏ còn bám xung quanh ra. Đây là cách đầu mình gọt ha. Và mình sẽ chia sẻ một cách gọt măng cụt dễ hơn cách này nha các bạn. Thì các bạn xem khúc sau mình sẽ gọt theo cách khác nha. Gọt như vậy thì nó sẽ nhanh và nó sạch cái vỏ hơn là cái bước đầu nha các bạn. Bạn gọt xong vỏ rồi thì mình lấy luôn những cái vỏ nó còn bám xung quanh các khe của món cục đó các bạn. Mình lấy cho sạch ra hết nha. Gọt xong thì mình cho vào cái thau nước chanh muối hồi nãy mình đã chuẩn bị, cho vào để không có bị thâm màu măng cụt nha. Tiếp tục thì mình gọt theo cách khác này các bạn. Các bạn cũng cắt hai đầu rồi mình gọt những cái vỏ xung quanh trái măng cụt nè. Rồi các bạn chẻ đôi cái phần măng cụt này ra. Giờ thì mình sẽ dùng tay và các bạn tách cái vỏ ra. Kiểu này thì nó sẽ sạch và nó rất là đơn giản ha, hơn cái bước trước nha các bạn. Rồi mình gọt bỏ cái phần còn dư lại nè. Vậy là xong rồi. Cách này đơn giản hơn cách trước nha. Và sau khi mình gọt hết vỏ măng cụt rồi thì mình dùng dao và làm sạch lại những cái vỏ còn bám nó úa vàng ở trên cái trái măng cụt này các bạn. Mình làm cho nó trắng luôn nha. Thì khi mình trộn cái món ăn nó sẽ đẹp mắt hơn và có thẩm mỹ hơn các bạn ha. Rồi sau khi mình làm sạch rồi rửa qua với nước cho thật là sạch thì các bạn sẽ cắt ra thành những lát vừa ăn. Thì một trái măng cụt thì mình cắt tầm làm 4. Bạn nào muốn ăn dày hơn thì mình cắt làm 3 nha. Những cái trái mình đã chẻ đôi ra trước rồi thì bây giờ chỉ cần cắt chẻ đôi thêm lần nữa là được nha. Và mình cũng đã cắt xong luôn phần măng cụt rồi nè. Và mình ăn thử một miếng lúc sống nó như thế nào nha các bạn. Giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt. Ăn rất là ngon luôn các bạn. Tay mình gọt không có đeo găng tay nên nó bị bám chỗ này. Nhưng không sao các bạn. Chút xíu là nó hết nè. Gà thì bây giờ để nguội rồi. Các bạn đeo găng tay vào và mình xé nha. Nhìn miếng gà rất là ngon luôn ha. Vừa chín tới thịt còn bóng và ngọt. Ngon, nhìn hấp dẫn quá. Xé phần gà này ra để tí mình đem đi trộn nữa là xong nha. Xé xong phần gà rồi này các bạn. Phần xương gà thì mình sẽ cho vào cháo để mình nấu nha. Hành tây thì cũng đã tan hết đá rồi. Các bạn vớt ra luôn. Để cho ráo nước. Rồi bắt tay vào mình trộn gỏi luôn nha. Cho hết cà rốt vào. Rau răm mình cho vào luôn. Tiếp tục là cho hành tây vào. Thịt gà mình cũng cho vào luôn để mình trộn luôn cho nó thấm nha. Và phần măng cụt mình cũng cho vào luôn. Giờ thì mình khuấy đều phần nước sốt lên và cho vào để mình bắt đầu trộn nha. Trộn thì các bạn không có bóp nha các bạn, mình chỉ trộn sóc đều lên là được nha. Trộn cho lâu lâu để cái món gỏi của mình nó được thấm nước sốt ăn cho nó ngon nha các bạn. Nhìn rất hấp dẫn luôn các bạn. Lúc này nhìn là thèm rồi nè. Hành phi và đậu phộng thì mình sẽ trộn đều phần gỏi này lên rồi mình mới cho vào sau nha. Món ăn xong rồi thì các bạn cho ra dĩa nè. Công thức này thì mình làm cho 3-4 người ăn là dư sức luôn nha các bạn. Mình cho ra được 2 dĩa luôn, rất là to và bự luôn á. Cho đậu phộng lên và cho phần hành phi lên nữa là xong nha các bạn. Và đây là dĩa thứ 2 nè. Rồi cho đậu phộng và hành phi lên nữa là xong nha. Và công thức làm món gỏi gà măng cụt này thì mình đã làm thử và ăn cảm thấy rất là ngon luôn, thì mình chia sẻ đến cho các bạn. Chúc các bạn làm món ăn thành công nha, và ăn ngon miệng. Nếu thấy yêu thích video thì đừng quên nhấn like video, chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh bên dưới để nhận thông báo video mới nhất từ Combo Món Ăn nha các bạn. Giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức món gỏi gà măng cụt với mình nha. Khuấy đều nước mắm và chan lên. Các bạn cũng có thể kết hợp ăn với bánh phồng tôm để ngon hơn, hoặc là ăn không cũng được, cũng rất là ngon nha. Món gỏi ngon ở phần nước sốt, và đặc biệt là măng cụt giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để đón xem nhiều video mới hơn nha. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.